Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi nha. Cái cơ sở của tôi vừa về một cái lô áo đổi bài, thì hôm nay thì tôi sẽ quay và giới thiệu review lại cho anh em xem nha. Cái mẫu áo đổi và quần đổi này thì thích hợp với những anh em nào mà chơi ở những cái sòng sới mà anh em không thể nào luồn được bài vô, thì chúng ta không có thể luồn được bài thì đâu có thể nào mà dùng kính áp tròng về chơi cái máy đây máy đánh bài được, đúng không? Thì anh em lúc đó ở những sòng sới đó thì anh em bắt buộc phải lựa chọn cho mình những cái dụng cụ đổi thì nó mới anh em mới chơi nó ok và hiệu quả được. Đây là cái lô này nè, lô áo quần vừa nhập về. Quần này thì khỏi nói được không, quần này thì bên cơ sở tôi làm theo yêu cầu nha anh em, mặc size nào thích mặc nào thì tôi làm theo yêu cầu thôi. Đây cái lô áo vừa về rất là nhiều nha, rất là nhiều mẫu mã và chủng loại lắm, áo thun cũng có, áo khoác cũng có, áo sơ mi và đặc biệt cái mẫu áo khoác này. À đây, tôi thử cái luôn này, mua về nó nhập về thử luôn cho anh em này. Đó, mặc vào rất là ok và thoải mái nha. Đây có không có khác cái gì áo bình thường hết đó. Anh em có thể mặc hàng ngày luôn cũng được, bình thường không có vấn đề gì hết nha anh em. Rất là đẹp, mẫu mã thì anh em không phải lo rồi. Đó, rất là đẹp này. Cái này tôi mặc nó hơi rộng một tí. Còn anh em mặc thì có nhiều size để anh em chọn này, lo gì đúng không? Đây, ví dụ như anh em chơi sử dụng những cái dụng cụ đổi này thì anh em sẽ chơi nhiều hơn người ta một lá bài nha. Một lá bài thì nó sẽ là nó rất là khác rồi đó, đúng không? Để chơi cái dụng cụ đổi này thì bắt buộc anh em phải luôn được phải giấu cho mình một lá bài trong quá trình mình chơi á. Ví dụ như là anh em những cái ván này đó, anh em thấy bài xấu thì anh em thịt đi và anh em giấu đi một lá này, anh em chỉ cần để vô nè, để vô là tự nó dây nè, anh em để vô này là nó sẽ giấu một lá bài. Còn nút xẻ bài đây nha, nút xẻ bài đâu được ta? Đây. Cái này nút xẻ bài ở đâu chứ? Đây. Đó, đây. Trong quá trình mình chơi thì ví dụ như là ván 6 thì anh em giấu đi một lá thôi. Ví dụ cụ đổi thì nó đây nó sẽ hỗ trợ cho anh em tráo những lá bài thôi. Không có cái cao siêu tính toán như là những cái máy đánh bài được, đúng không? Anh em chỉ chơi nhiều hơn người ta một lá bài. Nhưng mà nhiều một lá bài là rất khác rồi, đúng không anh em? Đặc biệt là chơi riêng đó. Ví dụ như anh em biết trong này, ví dụ như ván này đi. Ván này là anh em bù này, đúng không? Cái này anh em bù đúng không? Nhưng mà tôi biết trong này là có con già, ván trước tôi giấu này. Anh em muốn lấy được cái đó ra thì anh em tách cho tôi riêng một lá đó này. Nè. Tách ra nè anh em, à, tách ra. Không, tách ra nè. Cái lá muốn đổi để ở trong nha, còn hai cái lá ở ngoài đây. Thì anh em lấy một tay cũng được. Cái này là anh em đổi thì rất là đơn giản thôi, anh em để cái này nè. Ra liền này, ha, nó sẽ ra ba con già. Như vậy thôi. Cái thao tác này thì anh em mua những cái sản dụng cụ đổi này về thì anh em phải luyện 15 đến 20 phút nha, để cho tay rồi cho nó quen, chứ mới mua về thì chắc chắn là không phải ai cũng biết được đâu, nên đó là anh em lưu ý mua về và luyện liên tí, anh em đừng có đổi được cái nhìn xuống dưới, tại mình đã quen rồi thì mình nhìn mặt đối phương thôi nha. Trong quá trình mình chơi thì mình nhìn mặt đối phương, không cần phải nhìn ở dưới chỗ này thì người ta nghi. Ví dụ như anh em muốn biết cái này như nữa là anh em để xuống cái tay rồi tự nó biết chỗ này, anh em để xuống đây một cái là nó sẽ ra này. Không, trong quá trình mình đổi thì mình nhìn mặt đối phương và mình để xuống tay cảm nhận ở đây, mình đẩy ra một cái là ra này, không, rất là đơn giản thôi này, không. Đó, mình sẽ cho nhiều hơn người ta một lá là rất là hiệu quả rồi, đúng không? Mùa hè thì anh em có thể dùng áo phông, áo sơ mi, còn đây là mùa đông rồi, anh em có thể sở hữu cho mình những cái áo khoác thế này nè. Mẫu mã thì bên cơ sở tôi có nhiều á, anh em không phải lo đâu. Đó. Rồi, nói chung là anh em có nhu cầu hay thắc mắc gì về những cái sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi đi cho nha. Số điện thoại trên màn hình đó 079 791 3, tôi sẽ hướng dẫn tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. Với cơ sở của tôi là phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi này, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa cho tới những cái bản hack game và cung cấp quy luật game trên di động nha, là đều có hết. Máy đánh bài và những cái phụ kiện máy đánh bài, tai nghe và pin tai nghe đầy đủ hết cho anh em. Anh em có nhu cầu gì thì cứ comment hoặc là liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em nha. À, anh em xem video này nếu mà thấy hay thì nhớ cho xin một cái like để ủng hộ kênh của tôi nha anh em, và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất, giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới nhất hỗ trợ cho anh em chơi. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Xin chào.